Hi, xin chào mừng các bạn anh em đã quay trở lại kênh YouTube của bên Huân Hoa. Mày sẽ tiếp tục thanh lý cho bác một số cái mặt hàng giá rẻ cho bác nào về chơi. Bác nào đang có nhu cầu mua loa thanh lý giá rẻ thì nhanh tay nhá. Ngày hôm nay thì sẽ có một số cặp loa bát 30, loa mẫu B1B và một cặp loa 450B 450C hàng bãi. Ba cặp loa bát 30 B1B 1000. Thanh lý có hơn 1 triệu cặp thôi, anh em nhanh tay nhá. Ở đây thì có 4-5 chiếc bát 20 này, một chiếc bát loa súp này, một chiếc bát loa trầm, loa bát 50 từ 220 cùng 100 này. Bác nào có nhu cầu thì nhanh tay nhá. Em sẽ bán thanh lý dọn dần. Bên trong kia có rất nhiều mặt hàng thanh lý nhưng mà em dọn mới được ngừng này thôi. Trước mắt nó sẽ quay cái gì mấy cặp loa rẻ trước cho anh em chơi. Thì bác xem video nhé, ủng kênh bên em một cách nhấn nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nút đăng ký kênh ở phía dưới góc bên phải màn hình cho em. Thì cái video thanh lý này anh em muốn theo dõi thì phải đăng ký kênh, rồi bật cái nút chuông thông báo lên. Thì tiện thể có cái video hàng thanh lý giá rẻ như này thì em sẽ bác sẽ có cái thông báo sẽ gửi đến đây, anh em sẽ nhận được và sẽ xem video và đặt hàng mua hàng bên em. Rồi các bác thì lưu ý là em ở địa chỉ là Đông Anh Hà Nội nha anh em nhé. Đông Anh Hà Nội này, 320 cao lỗ Đông Anh Hà Nội. Đây là mặt tường luôn. Đây, cửa hàng đây. Đó. Rồi nhá. Thì ở đây sẽ quay một chút cho anh em mấy cái bát loa này trước, thành thì mấy cái bát 20. Mấy cái bát này thì anh em nào mua về chơi em bán, cái này là hàng thâu lại của khách của cái cửa hàng. Nó bán hết toàn bộ các đồ đi. Bán báo giá cho bác mấy cái loa bát này trước nha. Bát 20 này, bát này là đường kính là 20 cm. Đấy, 100k một cái. Anh em nào chơi mua thì đoán đây thanh lý luôn nhá. 100k một cái. Cái này nó thực ra loa chung thì đúng hơn, hay gọi là loa bát. Phần bát chắc là loa bát nhiều hơn. Có 5 chiếc nhá, 100.000 một cái. Có 5 chiếc. Anh em lưu ý nhá, có 5 chiếc này, tất cả đều mới. Tất cả đều mới hết. Có 5 chiếc loa bát 20 giá 100.000 một cái. Tiếp theo đây sẽ quay sang đây cho anh em cái loa bát 30, loa trầm điện bát 30 nhé. Củ bát không thôi. Cho bác nào về chơi này, củ này hai. Từ 25 châm này. Đấy. Từ 25 châm gân vải đan vải này, củ bát trầm nó bao giờ cũng như thế này thôi. Giá thanh lý 450.000 một cái. 450.000 chiếc bát 30 này nhá. Đấy. Bác nào mua hàng thì nhanh tay đúng lúc đăng ký like để ủng hộ kênh bên em nhá. Hoặc là bác đăng ký kênh thì đến lúc kênh ở phía dưới góc màn hình giúp em nhá. Để tiện theo dõi những video mới nhất bên em. Rồi bây giờ sẽ quay sang cái loa này. Cái củ bát này là củ vô bẩn đúng không? Hay củ xịn nhỉ? Đấy, chắc củ xương nhôm này là củ bãi này. Củ này thì đo thì vẫn nhìn là xem nào. À, con này tình trạng là sửa rồi. Con này sửa rồi. Anh em nào đo thì không thấy lên, anh em là mua về sửa tính giá 100.000 một cái. Bát này là bát 30. Bát loa dòng bát loa nghe nhạc nhá. Dòng bát loa bãi nghe nhạc 100.000 một cái. Rẻ như sắt vụn luôn. Tiếp theo cặp của loa trầm này. Con này thì là bát từ 220 full 100 của hãng L, công suất là 600W một chiếc. Con này anh em nhét vào thùng loa trầm, nhét vào thùng loa trầm nhá. Đây, từ full 100 này, từ 220 full 100. Đấy, ui lặng quá, vẫn chạy bình thường. Ui, giá 1,5 triệu. Riêng củ bát này, củ bát này là 1,5 triệu này. À, tất cả đều nguyên zin hết, chưa. Nên là mua về chơi thì alo trực tiếp cho em nhé. 1,5 triệu. Rồi quê sẽ quay sang ba cặp loa B1B ngày hôm nay. Ba cặp loa này thì là loa hàng bãi về, chả biết thế nào, về chỉ biết thu về và thấy nó rẻ thì bán cho các bác thôi. Đây nó như này, cái căng này, bát là bát 30 4 chép đấy, bát 30 4 chép. Các bác lưu ý là những cái mặt hàng này là nó là hàng giá rẻ. Mặt hàng giá rẻ nhá.
đây là bát của nó này. Đấy, cái bát nó là bát 30 anh em nhá, lưu ý cho em. Phân tần bên trong này. Đấy. Sử dụng 4 loa chép thùng bát 30, 4 loa chép mẫu BMB 1000. Đây cái bát nó đây. Đấy, quay một chút rồi sau đó sẽ báo giá. Có 3 cặp thôi nha anh em nhá. Tất cả đều hình thức nó tương đối là ok. Hình thức nó tương đối là ok. Đấy. Cho anh em nhìn này. Đấy. Hình thức tương đối ok nhá. Tất cả đều chạy bình thường. Bát 30 giá 1.500.000 đồng một đôi. Anh em lưu ý nhá, tất cả y căng đầy đủ hết nhá. Giá là 1.500.000, 1.500.000 một cặp loa, một cặp loa bát 30. Đối với loa này thì anh em mua ở xa thì bắt buộc phải đặt cọc. Đặt cọc 500.000, sau đó thì nhận hàng thì thanh toán nốt. Còn anh em nào mà chuyển khoản hết thì có thể gửi xe hoặc là gửi, vì giá trị nó không cao, giá trị có hơn 1.000.000 một cặp thôi. Đấy, 1.500.000 một cặp loa bát 30 này. Hình thức còn rất là đẹp, e căng đầy đủ hết nhá. Là lắp được e căng đầy đủ hết bên này, để góc bên này. Còn lấy e căng bên này. Đó. Giá 1.500.000. Ở trên này thì có một cặp loa BMB 450 xịn. Cặp này thì giá nó đắt hơn. Cặp này thì là bao nguyên zin cho anh em đi chơi. Đấy. Nhưng gân này chắc chắn là về phải thay này. Gân này phải thay nha anh em nhá. Gân này bắt buộc phải thay. Cái này em mua về nó như này rồi thì bác nào mua thì sẽ bán nguyên zin như này, nguyên siêu như này luôn. Về cái gân này chắc chắn là phải thay rồi. Đấy. Còn bát chép thùng đẹp. Đấy. Quay đốt chiếc bên này cho anh em xem. Cái này là người ta thay gân rồi nha anh em nhá. Đây sẽ quay chiếc loa còn lại bên này. Để bác nào chốt mua thì là alo em. Số điện thoại em để dưới màn hình nhá. Đây, hai chiếc bát. Cặp này thì bán 4.500.000 bao ship. Bán 4.500.000 đồng bao ship cho anh em. Cặp loa BMB 450C xịn. Đó. Đảm bảo là nguyên zin, bát chưa thay côn, chép cũng còn ok. Rồi. Gân này là thay rồi. Quay cho anh em xem. Đấy. BMB này, 450C này. 500W. Đủ chiếc trái phải luôn, để chiếc trái phải thùng vách đẹp nhá, thùng vách đẹp. Giá 4.500.000 bao ship. Bác nào nhanh tay thì mua nhá, em sẽ kết thúc video ở đây. Có một số mấy cặp loa bên này sẽ tí nữa sẽ quay sau. Mấy cặp loa bên này chưa dọn được nên chưa quay. Tí quay sau. Quay một số cái này trước. Đấy. Rồi xin chào, hẹn gặp lại bác nhá.